Chị ơi, anh hỏi gì? Chị biết nhà của ông Bảy Hành với ông Sáu cãi ở đâu không? Ở đây chỉ có ông Tám Hành chứ không có ông Bảy Hành. Nhưng tôi không phải chị Google để em hỏi. Ủa sao thấy quen quen hả? Trời đất ơi, trời đất ơi, rảnh quá ha. Trời ơi, Đức Phúc ơi, em rảnh quá Đức Phúc. Rau ngon đấy, đùa. Không, thực sự là rau rất là xanh mát tươi. Thế hôm nay không đi diễn à? Không, hôm nay em đến đây nhổ rau mà anh còn hỏi. Anh hái không cẩn thận ông Tám về đấy. Ồ, có thể cái này là của ông Tám đấy à? Đúng rồi. Ôi dồi ôi, thế thì nhanh chân lên còn mà. Bên anh muốn làm món gì? Ăn rau nhiều thì bánh xèo. Làm bánh xèo. Bánh xèo nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ làm hơ món. Hai món. Hơ món, đó là món cà tím nắng. Với lại là bánh xèo tôm. Tôm. Trình độ nấu ăn của anh Giang rất chuyên nghiệp. Cắt một củ hành chỉ trong một nốt nhạc. Cái này anh sẽ làm trong bao nhiêu lâu? Trong vòng một nốt nhạc. Tinh, hết một nốt nhạc. Em dùng hạt nêm chay này nhưng mà em nấu món mà không chay có được không? À, pháp luật cho phép. Em sẽ hát một ca khúc mà rất là phù hợp với khung cảnh ở đây. Vâng. Đó chính là ca khúc Cô Em Mùa Nước Lũ. Cô Em Mùa Nước Lũ. Đây, thưa quý vị, bánh xèo. Ngon. Trầu thơm quá. Thực sự đây là lần đầu tiên mà Đức Phúc được ăn một món ăn gọi do chính tay anh đang nấu. Đấy. Nên là hôm nay rất là tuyệt vời. Em sẽ ăn một cách ngon miệng, cho dù nó có ra sao. Thu xếp, nếu muốn ăn thì cùng nhau lăn vào bếp.